ở đây lạc lẽo lắm, về đi thôi, về với chồng con đi thôi. Nằm ở đây đói lắm con ơi, không có cái gì ăn đâu con ơi. Tiếng khóc của người mẹ vàng khắp cả cái khu vực này, thực sự quá đau lòng. Làm sao? Xin mến chào quý khán giả, các bác, cô chú, anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Ngày hôm nay thì San lại tiếp tục đang có mặt ở trên làng Nủ. Buổi sáng ngày hôm nay á, tức là cháu có đi vào ở một ngôi bản, tức là thôn Kho Vàng á, để hỗ trợ cho bà con. Ở tại đó thì lũ cuốn đi rất là nhiều những cái căn nhà. Đây là buổi chiều ngày hôm nay thì cháu tiếp tục quay trở lại ở tại làng Nủ để cập nhật thêm những cái thông tin mới, cũng như là chia sẻ cho tất cả các bác, chú, anh chị, mọi người. Thực tế mà nói thì cũng nhờ cộng đồng mạng, tất cả các bác, mọi người lan tỏa những cái video thì mới có nhiều những quý nhà hảo tâm đến đây để giúp đỡ cho gia đình của những nạn nhân ở tại thôn làng Nủ. Và cháu cũng gửi lời cảm ơn tới các quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với cháu để đi hỗ trợ một số những cái nơi bà con ở tại làng Nủ nói chung, cũng như là một số những cái địa điểm tại trên Lào Cai nói chung nhé các bác. Vừa nãy thì khi mà cháu San đến ở đoạn dưới này có gọi điện cho một bạn này, thì bạn ấy nói rằng là vừa nãy cháu nhiệm vụ có người được một chỗ ở bên trong này, thì bây giờ là máy bắt đầu là tiến hành múc xem là như thế nào. Bây giờ hiện tại giờ mình thấy là mọi người đang đứng ở chỗ này khá là đông để đang quan sát xem là múc ở đây thì có da nạn nhân nào hay không. Người thì mình không thể di chuyển vào trong gần khu trong được nhé. Hiện tại bây giờ là mình thấy là 5 máy xúc, ở trên này có 3 máy, trên này có, ở dưới này có 2 máy nữa. Giờ cháu định qua đây. Vừa rồi thì mình cũng rất, kể cả các bác hay mọi người đều nghi ở cái căn nhà sàn trên kia là có thi thể, bởi vì nhà sàn đó là cái khối lượng đất đá lấp ở bên dưới sàn là rất sâu. Và hôm nay thì tăng cường thêm mấy máy múc để múc. Chắc có lẽ là khu vực ngay ở chỗ này là chỗ mà vừa nãy chó nhiệm vụ có người được ở khu vực này. Thì bây giờ là máy tập trung múc sâu hơn ở chỗ này để xem là tình hình là có nạn nhân nào ở đây không. Thời gian sắp tới các bác, sau khi mà để tìm gia đình của các nạn nhân xấu ở tại làng Nủ, thì có thể là mình sẽ khi mà bà con ổn định lại cuộc sống, mình sẽ đến đây để chia sẻ tiếp cho tất cả mọi người biết về cái bà con làng Nủ mới hiện tại ở đâu. Mấy cái vị trí này thì không sâu đâu nhé cả nhà. Cái vị trí này thì không sâu, nhưng mà cái máy múc từ bên trên là dọn từng chút một, bởi vì cái chỗ này là con đường để đi lên ở bên trên bản, ở bên trên đi theo đây đi lên tít ở trên gần chỗ sạt lở bị tắc mất. Nhưng mà thời gian sắp tới nếu mà cái chỗ đường này thông ấy thì có thể là sẽ dễ đi hơn nhé cả nhà. Các bác ạ, để mà tìm kiếm mọi người ở đây thì rất là khó, những nạn nhân xấu á. Máy xúc thì không thể múc từng tí một mà múc hết cái đống đất này, nên là cũng vừa rồi là chó nhiệm vụ có người ở chỗ máy xúc xanh Anh Đào á, thì múc khá là sâu ở chỗ đó. Cháu cũng nghe mọi người nói á, thì vừa rồi thì cháu cũng có vào một số những cái nơi ở tại xã Nập Lúc á, của Bắc Hà. Bên đó cũng thiệt hại rất là nhiều về tài sản, rất nhiều nhà dân là bị cuốn hết các bác nhé. Đây, ngay tít ở trên kia là có một cái mái nó múc cái nhà bên dưới, cái nhà bên trên á, 5 mái liền. Cái chỗ này là đen xì luôn, và như cái chỗ kia là có đỏ, mình không biết được cái gì đâu. Đấy, cũng có thể là động vật chết hoặc là cái gì, con gì chết ở trong đó. Còn những cái khu vực này là rất là mềm, mình không dẫm được. Đây hình như là mọi người đang chuẩn bị làm lấy gì ở đây. Đấy, bên dưới cái sàn nhà này mọi người rất nghi là có thể là có người ở trong này. Đây, cái căn nhà rất đẹp luôn nhé. Mình ở đây một chút xem. Xin phép rồi. Bữa nay thầy có 5 tông. Đây là bên trong nhà. Toàn bộ là đây là một cái căn nhà sàn ở bên trên, là hình như là sàn bê tông thì phải. Không phải sàn gỗ, sàn bê tông. Cái xác đó của anh là Nguyễn Văn Sứ, sinh năm 1968, hưởng lương được thuế 56 tuổi, mất ngày 10 tháng 9 2024. Tại ở đây hôm qua cũng là được ít hoa quả. Rồi còn những người mà không may ấy, 13 người nữa cũng là xin các vị thần để cho luôn đi. Hôm nay là thầy về đây cũng xin các vị thần. Mình không là mình xin cái lễ hôm qua. Xin cái lễ hôm qua. Hôm qua xin về. Hôm nay cũng xin luôn. Hôm qua cũng là xin là không thổ địa ở đây cho lên báo thổ địa. Còn là gì đó các xin cho thầy xin luôn đi. Vâng. Đáng là bữa này thầy đi qua rồi đưa một bé về. Bé ở bên Thâm Tông mất. Nhưng mà bé được về được rồi. Ở bên này thì là thầy đang làm lễ để hình như cháu cũng không hiểu lắm, là ý là xin những cái xác, cháu cũng không hiểu. Tức là bên hiện tại thì bên cơ quan chức năng vẫn đang tích cực đang tìm kiếm ở dưới này rất là nhiều máy, thì mình cũng hy vọng là sẽ sớm tìm thấy. Và thầy thì đang hình như đem hoa quả các thứ lên cái chỗ này làm lễ ở tại đây. Ngay bên dưới cái chỗ máy xúc xanh và đấy cháu thấy rằng là cái con chó nhiệm vụ cứ sủa sủa. Lúc đó mình tưởng là cái con chó hôm nọ cháu thấy ở cái căn nhà trên này, thì không biết là chủ nhân của nhà ấy có còn sống hay không, hay là đã mất rồi. Thì cái xe ben này đến bây giờ chắc có lẽ là phải đào đến tối mới có thể là lấy ra được. Bên kia có chó nhiệm vụ, cháu thì không hiểu lắm về chó nhiệm vụ. Bên dưới kia hình như đang cho vào đấy để ngửi tìm kiếm. Các lực lượng chức năng đang rất là nỗ lực để tìm kiếm. Hy vọng là sẽ nhanh chóng tìm được hết mọi người. Anh ấy bước đi mấy chỗ kia sợ là lún sâu. Chẳng qua là có những cái thanh gỗ thôi, không là rất dễ để lún xuống bên dưới đất. Hiện tại thì cháu cố gắng bước sang ở chỗ mọi người đang đứng rất đông này để xem thử xem chỗ này và người nhà của gia đình hình như là đang thắp hương để mong tìm thấy người nhà mình. Cô ấy cũng đang khóc. Rất là quá là xót xa. Quá là xót xa các bạn, làm xót vô cùng. Ngay chỗ này là ngày trưa là cái cầu. Chỗ này cái cầu của anh. Chỗ này không, chỗ đó là cái cầu. Dạ. Người ta cứ sợ là nó cuốn dưới đáy cái cầu á. Và là đào kỹ. Dạ. Lại trước nó thì ngay chỗ khu vực ngay chỗ này là có màu đỏ rất là nhiều. Dạ. Nổi lên nước. Đó là họ cắm cờ. Và này có một cái mảng bê tông nó đè lên. Dạ. Cái mảng bê tông. Dạ. Là thương xót, đau lòng, quá đau lòng, không có thể nào dùng cái từ nào để mà diễn đạt. Đừng nằm nơi đây lạnh lẽo lắm, về đi thôi, về với chồng con đi thôi. Nằm ở đây đói lắm con ơi, không có cái gì ăn đâu con ơi. Đang xuống bên dưới này, tức là ngày trước là ở dưới này là một cái đang đưa chó nhiệm vụ đi ngồi xem, rồi là tiếng khóc xé lòng luôn. Anh ngồi đây em quản đi. Vâng ạ, vâng ạ. Lúc ơi, đồng bác ở lúc ơi. Khóc xé lòng. Nó hồng ao, bác dùng bác giá bác hỏi à lúc ơi. Chúng em bán bác giá lúc ơi. Nghi ngờ, nghi ngờ. Chỗ này là người đang tập trung rất là đông. Bây giờ là có người ở dưới này. Chó đang làm theo sự hướng dẫn của chú bộ đội nhé. Chú bộ đội chỉ thay vào hướng nào thì chú chó sẽ lưỡi về hướng đó nhé mọi người. Đây chú chó thì đang theo hướng dẫn của chú bộ đội và xem là hướng nào người như thế nào đó. Tiếng khóc của người mẹ vang khắp cả khu vực này, thực sự quá đau lòng, làm sao. Toàn bộ những khu vực này thì cũng đào khá là sâu, hôm bữa là đào ở dưới này các bạn, sau đó là tức là ngày trước là cái cầu và chỗ này nổi ra những cái bọt đỏ rất nhiều. Đây là mọi người cũng nghi ngờ là ở đây. Bạn cháu xin nhé. Dạ. Cái chỗ này. Chỗ này ngày xưa cái cầu hả chú? Đây cái cầu này. Dạ. Cầu đây sao? Cầu đây chứ. Cái đây đường thôi. Dạ, nhưng mà chỗ này là rất sâu. Chắc chắn là không sập. Không sập vì là chắc chắn là bùn qua trên chứ làm gì nữa. Và thế là bây giờ còn chưa đến ở dưới cầu á. Đây như này đúng ok chưa cả nhà ơi. sâu như thế này, chưa đến dưới cầu nữa. Từ phần này đến giờ thì vẫn chưa thấy gì cả các bạn. Cái chỗ này thì chưa tìm thấy cái gì. Ở hiện tại bây giờ cái máy xúc xanh ấy, các bác thấy đây, cái chỗ sắp không ra được rồi á. Trên này thì máy xúc này đang kéo cái xe ben. Cháu Địch là một lát nữa thì sẽ cháu sẽ đưa tất cả các bác anh chị mọi người mình đi xem thử xem một chút cái những cái mộ ở trên này, những cái nghĩa trang á, đó thì có thể sẽ quát hơn toàn bộ mọi người ở đó. Trên này vẫn đang cố gắng để lấy cái máy xúc này, lấy cái xe ben, cháu nhầm. Trên này mọi người vẫn đang cố gắng lấy cái xe ben. Chỗ này thì không biết là có lớp sâu hay không, nhưng mà theo như cháu thấy là cái căn nhà sàn ở chỗ bên đằng trong kia mà đã lên tít ở sàn trên thì vẫn khá là sâu đấy, toàn là lá cọ với căn nhà này. Xem là kéo cái xe ben này ra thì là kéo như thế nào để mà có thể đưa được đến ở dưới đó, ở dưới đường lớn này. Nhà cô là ở đâu ạ? Nhà cô đi lấy chồng ở làng bên, nhưng mà dạ, ông bà ngoại của cô là ở trên này. À, tức là ông bà ngoại ra ở trên này. Lúc ngày trước là ở chỗ này. Vâng. À, nhà đầu tiên luôn đó cô. Vâng. Dạ. Bây giờ tìm được hết mọi người chưa cô? Bây giờ còn đứa em cậu chứ mình thấy tất cả là hai em cậu này, hai bà ngoại này, nữa là em mợ này, hai dạ, cháu này, tất cả là 7 người. Còn một cái cậu thì là nặng nề quá vậy, chứ ở cấp cứu ở bệnh viện Đức Hà Nội. Vâng. Vâng. Trời ơi, quá là xót xa. Nhà thì là 7 người chết ạ. Và đầu tiên. Còn em út đang tìm không thấy xác ở đâu. Dạ. Em út còn chưa tìm thấy. Vâng. Còn cái xe ben này là của nhà nào ấy? Của ông chú ấy. Dạ. À, của ông chú. Vâng. Nhà chú là ở nhà này hay là nhà? Là nhà đấy. Nhà sàn bên này đúng không? Vâng. Còn nhà bác là ngay ở cái chỗ ô tô là cái nhà sàn của bác. Bác cả đấy. Dạ. Đầu các bạn rồi. Và dạ. Rồi, thực sự không biết nói gì hơn, chỉ là chúc mọi người nhanh chóng sớm được tìm thấy thôi. Cầu mong làm sao mà tìm được cái xác của em, và nơi của em ăn nghỉ cái gì em bình an. Dạ. Hôm nay cũng là tới 8-9 ngày mà chưa tìm thấy em ở đâu. Dạ. Đến lúc giờ em ở đâu. Đấy, khi mà nghe kể tới các cô, mọi người cũng chỉ có khóc thôi. Cũng chỉ mong là sớm tìm kiếm thấy người nhà của mình. Thế là hôm nay là sang đây là có hai vợ chồng cô à? Có mình cô với chồng của cô bây giờ đi theo chăm anh cậu. Dạ. Ở dưới Hà Nội mình Đức. Vâng. Hôm qua mới phẫu thuật. Qua mới phẫu thuật thì hôm nay chị cũng bận quá thì cũng không được gọi điện cho em. Dạ. Hôm qua thì bảo đau lắm, cả đêm mình nghỉ. Cậu đòi về nhà đau quá. Vâng. Cũng mong là cộng đồng mạng chia sẻ những video để có thể là giúp đỡ cho những cái gia đình của nạn nhân có thể ổn định cuộc sống trở lại, bởi vì là còn có rất nhiều nạn nhân đang cấp cứu ở dưới Hà Nội nữa. Thực sự những cái số phận kém may mắn đây thì cũng cầu mong rằng là sẽ sớm tìm thấy và về với gia đình. Với cô cố gắng lên cô nhé. Dạ. Đấy. Hiện tại hình như là mọi người thấy cái gì rồi thì phải thấy là các anh chiến sĩ quân đội thì vừa mới đi chặt tre các thứ rồi đem sang để dại chỗ kia, rồi mọi người đang tiến hành đi ra ở bên Bên chỗ kia chắc chắn là ai đã thấy cái gì ở dưới đó rồi. Đấy. Đấy. Các anh vác tre các thứ sang đây giải. Phải vào lát nữa đi qua cho dễ. Vâng ạ, như vậy thì buổi chiều buổi ngày trong ngày hôm nay á, là cũng không có tìm được ai nhé. Lúc vừa nãy thì tưởng rằng là thấy một cái vật thể lạ là cái gối thôi, mọi người cứ tưởng là vẫn tìm thấy rồi, thì hiện tại bây giờ là chưa tìm được ai cả, tìm rất là khó. Đào bấy cả ngày trời luôn á, 4-5 cái mái suốt bấy cả ngày trời, chỉ có được một tí tẹo chỗ này thôi, rất là khó khăn. Bây giờ thì trời cũng gần tối rồi, cháu sẽ cố gắng lên trên chỗ đoạn trên này xem thử xem là cái con cún vừa rồi á thì còn ở đấy không, có được ăn cái gì không, để mình đem ít bánh mì lên trên đó để cho bé ăn nhá. Thực sự là mình nhìn cũng rất là tội. Khu vực này nước giáng rất là to. Nhiều các bác cũng có hỏi là có mùi hay không. Thực ra thì không phải là mùi cái gì cả, mà là mùi những cái ẩm mốc, và đặc biệt là cái gì cũng chôn ở dưới này á, nên là mùi là đúng rồi. Bây giờ vừa nãy là cái con xe ben này thì chưa kéo được nhá. Rất là khó kéo ra. Không hề đơn giản để mà kéo ra cái xe ben. Rồi mình lên tít ở trên chỗ cái căn nhà trên kia để mình xem thử. Cái xe ben này. Đào sâu, sau đó là cái đầu của xe trục xuống ở dưới nữa. Ui dồi ôi, cái chỗ dưới này sâu quá, rất sâu luôn nhé. Có thấy gì không anh? Có thấy gì không? Chỗ đen đen xì này không biết cái gì đúng không? Anh chọc ra nó bọt ra. Ừ nhờ. Sao chọc ra là có bọt nhỉ? Hồi nãy em cũng thấy là đen xì, em cũng hơi tò mò. Mùi không anh? Cây cối á? Cây thối à? Chưa ngửi mùi thối thịt bao giờ. Anh còn dám lấy ra ngửi nữa. Hôi đúng không? Hay quá. Hôm bữa em lên có một cái con chó ở cái nhà trên ấy, nằm ở đấy, không biết là bây giờ còn ở đấy không? Có mùi á? Ui, bây giờ nếu mà muốn mình cháu với bạn Carmen thì hai anh em thì chắc có lẽ là mình không có dám lên ở trên xem thử cái con chó trên, xem thử ở bên này có anh em nào có lên trên cùng mình không nữa. Không thì mình cũng hơi giãn, không dám lên. Mấy chỗ này bây giờ dẫm vẫn biết lún nhá. Đây, cả một cái bãi đất, bãi cát vàng này, quá đáng sợ. Bình thường chắc có lẽ là những cái chỗ này thì toàn là kìa, các bác xem thử xem có nổi lên những cái bọn. Ở chỗ này còn nổi ra đen gì ở dưới gốc cây này, không biết là cái gì đây. Đấy. Đen gì luôn ạ. Đây là một cái khu bãi đá này. Mình xem thử xem mấy con chó có còn ở trên này không, hay là di chuyển đi nơi khác rồi. Ở đây nhìn thì không thấy rồi các bác, nhưng mà mình sẽ cố gắng lên ở trên này nhá. Lên đoạn ở trên này một tí mình xem thử xem. Ôi dồi ôi, đây cả nhà, mình phải đi qua cái cây tre này. Ui, hình như là không ai lên ở đây cả. Bây giờ mình cố gắng ngó ở trên này xem là có thấy bé hay không. Hình như là không thấy rồi các bạn. Không biết là hả? Thôi chỗ này chắc là không ai lên thì hai anh em thôi, thì chắc là mình cũng đi xuống thôi các bác nhé. Cũng đi xuống rồi, cũng đang quay vòng vòng ở đây, hơi run lại một chút đấy. Anh vừa lên đâu đấy anh Tính ơi? Vừa lên đâu? Hôm nọ thấy một cái con chó nó nằm ở chỗ kia, nhìn mặt buồn buồn lắm, nhưng mà bây giờ hình như không thấy rồi. Đang định lên trên đấy mà ở trên kia vẫn có người nhỉ? Có, hôm nay vẫn tìm mà, nhưng mà không, em bảo là tít ở trên. À, họ vẫn đang tìm ở trên. Vâng. Dạ. Đây. Bây giờ thì cháu cố gắng bước lên, đi theo những cái vị trí này lên trên này một chút để chia sẻ cho các bác. Ở những cái vị trí này mình thấy là nước đen xì luôn á. Nên chỗ cái này màu đỏ chứ, nước đỏ chót. Tức là cái con chó là ở cái nhà bên trên kia, nhưng bây giờ lại không thấy rồi. À đây, mái bên trên này vẫn có người. Nếu mà muộn mình mà cháu bước vào đây thì cũng hơi rén một chút. Đây là hiện tại là mới mình cháu nhá. Mình cháu đang bước ở dưới này. Như khu này đất đá cực nhiều luôn, nhiều thực sự. Đấy, trôi từ tít ở trên kia xuống. Có thể là một cái ngày nào đó mà tạch mưa mình sẽ cố gắng lên tít ở trên chỗ mà sạc xuống ạ, để chia sẻ cho mọi người, các bác cô chú anh chị nhá. Đấy, những cái khu vực này nhìn toàn bộ là đá hết này. Ở bên trên này thì gia đình cũng người nhà đi thắp hương. Chắc là tại vị trí nhà mình kia ấy, là thắp hương xem. Sau đó cầu mong rằng là tìm thấy nhanh chóng người nhà của mình ấy. Thì hiện tại bây giờ thì cháu em đang đứng giữa khu vực này, và ở dưới kia thì mái cũng đang nghỉ rồi nhá. Còn đấy thì chúng cháu định đi về luôn rồi, nhưng mà hỏi mọi người á, tức là vẫn thấy cái con chó đang vừa nãy vẫn thấy ở trên đấy, nên là thôi mình cố gắng lên trên đó để cho một ít bánh gì đấy cho nó ăn nhá. Trời cũng sắp tối rồi. Mọi người thì bảo là thôi tối rồi đi về, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là thương nó. Tại bây giờ thì trời tối rồi. Hai anh em chúng cháu cố gắng di chuyển nhanh để lên trên này cho hai cái bánh trung thu. Tưởng là nó không ở, nhưng mà vừa nãy hỏi mọi người thì mọi người nói vẫn thấy nó ở trên này. Thì cố gắng chạy lên để cho nó ăn. Con chó là thường là rất là trung thành với chủ. Thì tiếng dế mèn bắt đầu kêu rồi nhé. Tiếng dế mèn bắt đầu kêu rồi. Không thì anh em lại không nhìn thấy đường xuống này. ở chỗ căn nhà vậy. Ê kìa, mấy con chó vẫn nằm ở cái chỗ góc cũ luôn đấy. Bây giờ thôi thì trời sắp tối rồi, mình cũng cố gắng đem về cho nó. Thôi kìa, nó vẫn đang ở góc nhà này. Chứ đấy. Nó vẫn đang nằm ở góc nhà này. Trời ơi, nhìn cũng hôm qua rồi, tội nghiệp đấy. Thôi ném vào xem là nó có ăn không. Sợ có ném dây không? Không, ném chuẩn vào. Chứ ui, nó đang bị đau chân đấy. À chắc qua bên này chứ. Thôi qua bên này để vào đi. Đấy mọi người. Chú. Này bỏ chạy rồi. Ném vào đây đấy, cái chuyện đó. Ném đây. Chú. Bỏ chạy rồi mẹ. Đó, nói chung là con chó thì họ trung thành với chủ lắm. Để bánh ở đây. Cái bánh này mình để ở chỗ trước cửa nhà. Cố đúng rồi. Thôi mình để trước cửa nhà như thế này. Tí nó cũng có thể quay về đấy. Ừ, để những cái trước cửa nhà như thế này đi. Để sau đó là tí nó quay về nó có cái ăn nha. Bây giờ trời tối rồi, con cháu phải di chuyển nhanh đi xuống dưới kia. Chân của con chó là thấy là đi khập khiễng, có vẻ như là đỏ chân rất đau. Bây giờ là mình vào đây chỉ có nghe thấy tiếng nghe thấy tiếng dế mèn kêu thôi. Mình cũng chỉ có đi hai anh em cũng hơi rụt rè một chút thôi, nhưng mà cố gắng chia sẻ với mọi người một chút. Thôi video này thì cháu xin kết thúc tại đây các bạn nha. Xin cảm ơn tất cả các bác, chú, anh chị, mọi người rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.